Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ xem một mảnh đất hai mặt tiền rất là đẹp tại Củ Chi cô chú anh chị ha. Đất đã được san lấp hoàn thiện, tường rào và ranh đất rất rõ ràng. Mặt tiền đường Nguyễn Thị Rành và mặt còn lại là đường Suối Hấu Bò. Tổng diện tích là 2.587 m², trong đó đất thổ là 187 m và đất trồng cây lâu năm là 2.400,6 m². Chiều ngang là 23,29 m và nở hậu là 23,61 m. Và đất này dài là 109,39 m. Đất tọa lạc tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, cô chú anh chị ha. Vị trí đất thì nằm trong khu dân cư hiện hữu, an ninh và đông đúc, gần trường học, bệnh viện và ủy ban, chỉ trong bán kính 10 phút lái xe. Cách ủy ban xã Phú Mỹ Hưng 1,6 km, cách trường tiểu học Phú Mỹ Hưng và trường trung học cơ sở Phú Mỹ Hưng 1,8 km, cách khu du lịch địa đạo Bến Dược Củ Chi là 3,5 km và cách bệnh viện Củ Chi là 7,5 km. Vị trí đất thì thuận tiện giao thông khi chúng ta đi Tây Ninh nè, Bình Dương, Long An, chỉ trong 40 phút lái xe. Cả nhà mình thấy nhìn từ trên cao đất mình rất là thẳng thớm ha. Một bên là mặt tiền đường, đường nhựa và một bên là đường Suối Hấu Bò, chúng ta được hai mặt tiền. Thì xung quanh do gần suối nên là cả nhà thấy cây cối rất là nhiều, rất là mát ha. Xung quanh thì hàng xóm trồng là cây ăn trái cả nhà ha. Do đây là tài sản của ngân hàng nên giấy tờ rất là rõ ràng và sạch sẽ cô chú anh chị ha. Đất đã được làm sạch, cả nhà mình khi sử dụng có thể trồng trọt hoặc là có thể xây dựng. Ở đây thì gần khu vực trung tâm nên cả nhà biết là gần ủy ban nè, tiện ích nè, trường học rất là gần, trong bán kính 1 đến 2 km. Ở phía sau là đường Suối Hấu Bò, đường đất rất là rộng, và phía trước là đường Nguyễn Thị Rành, đường nhựa ha. Đất này thì chúng ta có thể ở nè, kinh doanh nè, hoặc là có thể mở hãng xưởng đều được cô chú anh chị ha. Đất rất là rộng và nền đất cứng. Rồi chúng ta sẽ nhìn từ trên cao theo bản đồ đến ủy ban xã Phú Mỹ Hưng từ vị trí đất ha. Chúng ta đi theo đường Nguyễn Thị Rành, chúng ta rẽ vào đường tỉnh lộ 15 và đến ủy ban chỉ 1,6 km. Đây là giấy tờ đất cô chú anh chị ha. Do đây là tài sản của ngân hàng nên giấy tờ đất rất là sạch sẽ và rõ ràng. Hiện tại thì mình đang ở địa chỉ là 1445 đường Nguyễn Thị Rành, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi cô chú anh chị ha. Và đây là thông tin của bên hai anh bên ngân hàng. Một miếng đất rất là rộng. Và đây là đường Nguyễn Thị Rành. Đường ở Củ Chi thì rất là sạch đẹp và đất thì cứng nên là cả nhà thấy xe tải nè, xe hơi là chạy thoải mái luôn ha, container được luôn. Hiện tại thì ngôi nhà nhỏ này đã không còn xài nên là để trống rồi đó. Nếu mà như sau này cô chú anh chị mình có thể xây nhà lại đó, đường sát mặt tiền thì phía sau mình cũng có thể là trồng cây ăn trái, nguyên vườn cây ăn trái ha. Đó, phía sau miếng đất mình là con suối nha nên là không giáp ranh với ai hết. Còn hai bên trái và phải á, thì đã làm hàng rào rồi. Cột bê tông nè, kéo dây thép và dây lưới nè. Thì cái này cô chú anh chị mình thấy cái cột này đã lâu lắm rồi ha, là lần ranh giới rất là lâu. Và do đây là tài sản của ngân hàng nên là giấy tờ rất là sạch, cả nhà mình yên tâm ha. Thì thấy miếng đất rất là rộng. Và hiện tại thì trong đất á, thì có mấy cái cây rất là to. Nếu mà như mình để ở nhà vườn á thì có sẵn mấy cây này rất là ngon lành ha. Đây, phía sau là một con suối thoát nước. Trước mặt là đường nhựa và hai bên là hàng rào đã được làm rất là lâu rồi ha. Chúng ta xem thêm vài hình ảnh từ trên cao. Một bên là đường nhựa ha, đường Nguyễn Thị Rành rất là lớn, và bên còn lại đường Suối Hấu Bò là đường đất cũng rất là rộng ha. Và hai bên là trồng cây ăn trái và khu vực này rất là mát mẻ. Để biết thêm thông tin chi tiết, anh chị vui lòng liên hệ với nhân viên ngân hàng theo số điện thoại bên trên. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.